việc gì cuối cùng rồi cũng làm giàu được thôi. Trên đời này, cái công việc gì á, đàng hoàng, tử tế thì bạn cũng có thể làm ra tiền và kiếm ra nhiều tiền. Quan trọng là bạn phải tập trung, bạn phải luyện để bạn thật sự giỏi về nó. Và khi bạn giỏi rồi á, thì như thế nào? Thì người ta sẽ trả tiền cho cái thứ giỏi của bạn đó. Thử nhìn ra ngoài cuộc sống kia đi. Một người họ luyện hoài, họ hát hay thì họ cũng có nhiều tiền. Họ chơi đá banh hay thì họ cũng có nhiều tiền. Họ đánh tennis hay thì họ cũng có nhiều tiền. Họ gảy đàn hay thì họ cũng có nhiều tiền. Họ như thế nào? Họ bán hàng giỏi thì họ cũng có nhiều tiền. Hãy tập trung giỏi một cái việc gì đó, nhấn nó lên thì bạn sẽ có tiền và giàu có. Thấy người ta làm được, bạn tưởng dễ. Thấy người ta đi bán vé số, thấy người ta đi chạy xe ôm, thấy người ta bán hàng, bạn tưởng như thế nào? Bạn tưởng dễ. Đi bắt đầu ra bắt chước làm. Làm một bữa, hai bữa không được, về nhà nói sao mà nó nản quá, sao nó khó quá. Em không đam mê cái việc đó đâu. Bởi vì sao? Bởi vì phần lớn á, bạn chỉ thấy thành quả cái cách làm của người ta thôi. Mà bạn không hiểu để người ta làm việc đó, người ta mất 10 năm rèn luyện, người ta tập trung mỗi ngày, cuối cùng người ta mới thành thục, người ta trở thành chuyên gia. Bạn mới ra làm có một tuần à, mới làm có vài hôm mà dám kết luận rằng em không đam mê đâu, sao em thấy nó khó quá. Quả là biết. À, rồi cuối cùng lao vào đam mê những thứ gì không à? Đam mê những cái thứ mà càng đam mê bạn càng mất tiền. Những mê nhậu nhẹt, mê đánh bài, mê gì? Mê chơi game, hoặc là mê gì? Mê cá độ, mê gái gút. Hãy loại bỏ những cái đó đi. Hãy tập trung mê cái gì mà càng mê bạn càng có nhiều tiền. Ví dụ mê kinh doanh, mê đầu tư, mê học hành để mình trở thành người có giá trị, mê viết sách, mê trở thành cầu thủ. Ok.